Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khi xây nhà nhìn về hướng Nam phải tạo dáng nhà và màu sắc như thế nào để thu hút được trường khí vào nhà của chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta đặt cầu thang và đặt bếp tọa tại cung nào và hướng về đâu để thu hút được tài lộc. Thanh Long mời các bạn cùng tham khảo. Nhà hướng Nam thì sẽ hợp cho những các bạn là thuộc Đông Tứ Trạch. Những người bạn mà thuộc Đông Tứ Trạch thì gồm có hợp với hướng Nam, Đông Nam, hướng Đông và hướng Bắc. Thường những người này thì có những cái cung cũng như sau. Hướng Nam là cung Ly, Đông là cung Chấn, Đông Nam là cung Tốn, hướng Bắc là cung Khảm. Thì những người có bốn cái cung đó sẽ hợp bốn cái hướng mình mới vừa trình bày. Còn bốn hướng còn lại cũng như là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, thì đối với những người mà mệnh Đông Tứ Trạch cho bốn hướng còn lại đó là cái hướng và cái cung gọi là cái cung hung đối với những người mệnh Đông Tứ Trạch. Khi xây nhà về hướng Nam, hướng Nam thì nó là thuộc hỏa. Hình tướng của nó là hình tam giác ha. Thì trong cái hướng Nam mà thuộc hỏa thì nó sẽ hợp ba ngũ hành như sau, đó là hỏa hợp với hỏa, hợp với thổ và hợp với mộc ha. Hỏa là hình tam giác, màu sắc là màu đỏ, thổ là hình chữ nhật màu vàng, mộc thì hình trụ màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ hình dáng căn nhà. Trước nhất là cái hình hỏa trước. Khi xây nhà mà thuộc về hình hỏa, nhà nóc nhọn còn gọi là nhà nóc thái, nhà nóc nhọn đơn hoặc là đôi còn gọi là nóc nhọn mẹ bồng con. Thì đây là những căn nhà như thế này gọi là nhà hình hỏa. Mà hỏa nhìn về hướng Nam đó là lưỡng hỏa thành viêm rất là tốt, là cái trường khí sẽ tràn vào nhà chúng ta rất là thịnh vượng ha. Còn về mà màu sắc thì chúng ta có thể là chọn màu đỏ, màu đỏ làm chủ lực, hoặc là màu vàng hoặc là màu vàng cũng được. Khi mà nói về màu vàng thì đa phần chúng ta cứ nghĩ đó là một cái giống như một cái chùa, nhưng thực tế không phải vậy. Có nhiều căn nhà mặt tiền màu vàng, từ nhạt vàng nhạt đến vàng đậm, ta sơn bằng sơn nước hoặc là dán đá granite hay là dán gạch men đều nhìn vô cũng bắt mắt và đẹp. Về cái căn nhà thuộc hình hỏa này, có thể chúng ta kết hợp là màu xanh vẫn tốt, bởi vì xanh là thuộc mộc, thì mộc sanh ra hỏa, thì ngũ hành này mình được gọi là sanh nhập, mình hút được cái nguồn năng lượng, cái trường khí của mộc vô căn nhà chúng ta vẫn tốt. Còn căn nhà nóc đỏ này, nếu mình xây màu vàng, tô màu vàng, thì trường khí nó sẽ tràn ra màu vàng, thuận việc là kinh doanh ở vấn đề là bên ngoài ha. Còn cái màu đỏ thì màu đỏ với màu đỏ gọi là lưỡng hỏa thành viêm thì tốt cho cả đôi bên, kinh doanh trong nhà hay là ở ngoài đều vẫn là tốt. Thì căn nhà chúng ta có ba màu sắc chính này, nó hợp với căn nhà hình dáng cái hình dáng hỏa đó, thì tùy gia chủ thích màu nào thì chúng ta sơn màu đó. Nhớ đây là màu chủ lực, còn những cái màu khác là màu phụ. Ví dụ màu chủ lực có nghĩa là màu đỏ nó nhiều hơn những cái màu khác. Nếu như chúng ta lấy cái màu vàng làm chủ lực thì lấy cái màu vàng nó nhiều hơn những cái màu khác. Xanh cũng vậy. Giờ chúng ta đi qua căn nhà, cái dáng nhà thứ hai, dáng nhà đó là hình thổ xem như thế nào. Khi chúng ta thích căn nhà, cái dáng nhà hình thổ là cái nóc bằng, còn hoặc là cái lan can, cái hình dáng nó là nó ngang bằng. Đây là cái hình dáng của mẫu nhà hình thổ. Thì hình thổ này nó sẽ hợp với cái hướng Nam, bởi vì hỏa sanh ra thổ,
sẽ truyền vào cái trường khí vô nhà chúng ta, nó thuận việc chúng ta kinh doanh tại nhà. Còn về màu sắc thì chúng ta tô màu đỏ, sơn màu đỏ, sơn màu đỏ, dán gạch màu đỏ đều là tốt cho căn nhà chúng ta. Nếu như chúng ta không thích màu đỏ thì chúng ta có thể là tô dán gạch sơn màu vàng. À, nhưng mà riêng cái màu xanh thì kỵ, vì màu xanh đó là mộc nó khắc thổ, cho nên chúng ta không nên sơn cái màu xanh vào căn nhà hình thổ. Rồi chúng ta bước sang qua căn nhà hình trụ, là gọi là hình mộc. Dán nhà hình mộc như thế nào? Thì hình mộc thì cái chớp căn nhà chúng ta phải tạo làm sao cho nó cái hình dáng như là hình trụ. Thì hình trụ nó thuộc là mộc. Đó. Mộc thì nó sanh ra hỏa, thì nó hợp với cái hướng nam, nhưng mà nó gọi là sanh xuất. Sanh xuất thì cái kinh doanh bên ngoài nó thuận hơn là kinh doanh tại nhà, bởi vì nó đã xuất ra ngoài. Còn việc tô màu thì màu xanh thì lưỡng mộc thì thành lâm, nó tốt cho cái căn nhà chúng ta, trường khí nó tốt trong và lẫn ngoài. Nếu như chúng ta không thích cái màu xanh thì chúng ta sơn hoặc cái dán gạch là màu vàng, yêu màu đỏ ha, đây là màu đỏ cũng được. Thì lúc này là mộc sanh ra hỏa thì mình sẽ sanh xuất, thì nó tốt cái việc kinh doanh ở bên ngoài. Về cái màu vàng, cái màu nó khắc mộc thì chúng ta không nên tô. À, thì qua ba mẫu nhà, mẫu nhà hình hỏa, hình thổ và hình mộc, thì mình mới vừa thể hiện để các bạn xem. Trong đó thì chỉ hợp được có ba màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Thì trong đó nếu mà thổ thì nó khắc mộc, nếu mà căn nhà mẫu nhà màu mộc thì nó khắc thổ. Các bạn phải chọn lựa màu, vấn đề đó thôi. Về vấn đề là bếp, khi mà căn nhà chúng ta ở đây có cửa lối ra vào thì cái bếp thường là để ngoài sau nhà, đa phần là để sau nhà. Nếu như hướng nam thì ngoài sau đó là hướng bắc, thì bên trái là hướng đông, gọi là bên tả hướng đông, bên hữu là hướng tây. Thì chúng ta sẽ chia ra làm 8 phần. Thì như vậy đây là hướng tây, tây bắc. Bên đây là hướng đông bắc. Hướng đông bắc. Thì bếp mình có thể là mình tọa hung và hướng cát. Tọa hung là gì? Là cái bếp mình trụ tại cái hướng hung. Hướng hung đối với đông tứ trạch thì cái hướng hung đó gồm có là hướng tây, tây nam, hướng tây bắc và hướng đông bắc. Đây là bốn hướng hung của đông tứ trạch. Chỗ nào mình đánh cái dấu thập là cái chỗ đó là hướng hung của đông tứ trạch ha các bạn. Thì như vậy chúng ta có thể là đặt bếp tại hướng tây bắc, tọa bếp, gọi là tọa bếp tại tây bắc, hướng tây và tây nam, bếp tọa tại đông bắc ha. Tọa là gì? Tọa là như thế này, đây là trung tâm của bát quái, đây là trung tâm của bát quái này. Thì chúng ta sẽ như thế này, khi tây và bắc thì chia đôi ra, nó là 45 độ ha, chia đôi là 45 độ. Thì như vậy là cái chỗ tây bắc nó có ba sơn, mỗi sơn là 15 độ. Một sơn này gọi là sơn tức. Tây bắc là chánh, tây bắc là càn, nó gọi là càn. Đây là nhâm, này là sơn nhâm. Nhâm thì đây là
À, tức càn, đây là tức, đây là càn, đây là hợi. Thì kế bên đó là nhâm. Chánh bắc gọi là tý. Kế bên gọi là quý. À, rồi tiếp tục, đây là sửu, đây là cấn và dần. Đây là sửu, đây là cấn, sơn dần. Rồi các bạn lưu ý, mình có quyền đặt bếp vô cái tọa hung là hướng cát. Tọa hung là gì? Khi mà mình chiếu xuống ngay chỗ cái tâm của bát quái thì rõ ràng đó. Bây giờ thí dụ mình chia ra đây là một cái gian, mình đặt bếp chỗ vị trí này. À, bếp thì mình đặt đây gọi là tọa hung. Tọa là tại, tại hợi ha. Bếp này mình đang tọa tại hợi là hướng càn, tức càn hợi là nó nằm cái hướng càn. Thì mình vi phạm cái gì? Thì trong quẻ nói là táo tại càn, cung hiệu diệt môn, nhâm hợi. Nhâm hợi nếu mà bếp nằm trong cái nhâm và chữ hợi là nhị vị tổn như tôn, là kỵ trạch khôn. Trạch khôn, đây là trạch khôn nè. Đó, đây là trạch khôn. Là hại, là hại cha mẹ. Trạch khôn chính là mẹ, người mẹ trước rồi tới người cha sau, rồi tới người cô gái út. Là ba người này nếu mà đặt bếp tại hợi thì ba người này là bị tổn thương nhiều nhất ha. Nếu như cái bếp của mình mà phạm vô cái chữ càn, càn thì nằm ở đoạn nào? Đây gọi là tọa tại càn, vì nó đối chiếu nè. Khi mình đối chiếu vô cái tâm bát quái thì nó vô đúng cái chỗ càn. Thì táo tại càn, cung hiệu diệt môn là kỵ trạch ly. À, cây trạch ly thì lúc này người cha là người bị tổn thương nhiều nhất, rồi tới người mẹ, rồi mới tới cô gái chính giữa. Đó là ba người này bị tổn thương trong căn nhà. Đó. Nếu như bếp chúng ta đặt vào vào vị trí này thì lúc này là phạm vào chữ nhâm, phạm vào chữ tý ha. Nếu mình nói về chữ nhâm trước, chữ nhâm hợi nhị vị tổn như tôn là kỵ trạch khôn rồi. Bây giờ chúng qua chữ tý và chữ quý. Nếu mà bếp đặt vào chữ tý và chữ quý, tý quý khôn phương gia khổng thổ, thì tiếp tục kỵ cái trạch khôn nữa. Cho nên là từ càn hợi nhâm tý quý là không đặt bếp được. Giờ chúng ta đặt bếp qua chỗ sửu có bị phạm hay không? Khi chúng ta chỉnh qua bếp qua tọa bếp tại sửu ha. Đây là mình đang hướng về cái hướng hướng gọi là hướng cấn, hướng đông bắc, nhưng mà thực tế đây là một cái vị trí là đông bắc, nhưng mà đang tọa đông bắc, nhưng mà vốn dĩ nó nằm trong cái sơn sửu là sửu thương lục xúc gia hỏa ương, là nó kỵ cái trạch trạch cấn. Kỵ trạch cấn thì tổn thương cái người con trai út trong gia đình ha. Rồi nếu như cái bếp mà chúng ta đặt vào chữ cấn, đây là chữ cấn nè, đối chiếu xung chiếu vô là đây là chữ cấn. Bếp chúng ta lỡ đặt trong cái phạm vi này, nó nằm trong một chữ cấn hoặc là chữ sửu, thì vào chữ cấn thì nó phạm vào cấn ất thiêu hỏa tức tào ôn.
thì nó cũng vẫn là tiếp tục cái trạch ly, cấn ách thiệu hỏa tức tẩu ôm. Thì cho rằng nếu mà nhà mà người mà ở hướng nam, mặt tiền nhìn hướng nam, thì toàn bộ cái khu ngoài sau không đặt bếp được. À, thật sự không đặt bếp được. Nếu đặt bếp được ngay chỗ càng, đây là bởi vì đây là mình tọ hung mà, đây là hung, thì chỉ có cái càng mà chữ tức thì đặt cái bếp được. Đó, có thể mình đặt bếp ở chỗ này thì ok ha, còn mấy chỗ khác là không được. Đây gọi là cát tọ hung. Đây mình đang nói về tọa hung. Bây giờ hướng cát nè, hướng này là hướng đông, là hướng cát của hướng nam cho cái người mà cung ly, cung ly, cung trắng, cung cung khảm và cung tốn. Thì mình hướng về cái bếp của mình đang nhìn về hướng nào đó gọi mà hợp với mình, gọi là hướng cát. Đó, cho nên là tọa hung hướng cát là như vậy. Rồi có người ta nói bây giờ tôi muốn hóa giải một cái việc gì đó, nhưng mà bếp phải nhìn về hướng bắc là phải nhìn bằng cách nào, gọi là tọa hung. Mình đang tọa hung rồi, bây giờ mình hướng cát thì mình muốn về hướng bắc thì mình sẽ như thế này, để hướng dẫn các bạn nắm cụ thể. Nhiều bạn rất là mơ hồ vấn đề gọi là tọa hung hướng cát về cái vấn đề đặt bếp. Thì lúc này chúng ta sẽ đặt cái bếp ở đây. Cái người đứng chậm bếp thì đứng nhìn vào cái bếp, thì lúc này là mình hướng về hướng cát, là gọi là hướng bắc. À, đây là tọa hung. Hung là nó nằm trong cái càn, mình được thuận ngay cát là nó chỗ chữ tức, thì mình hướng về cái hướng bắc, là cái hướng này là hướng cát của mình, gọi là tọa hung hướng cát. À, các bạn, tại vì người ta nói tại sao mình đặt bếp ở ngoài sau làm sao nhìn về đây được, thì đây là cái hóa giải. Thí dụ có một số người con cái có con muộn mà muốn sanh con trai con gái gì đó, người ta cũng ứng dụng trong vấn đề là đặt bếp tọa hung hướng cát, chẳng hạn như là hướng bắc được bao nhiêu người con trai, bao nhiêu con gái, hay là hiếm muộn gì đó mình sẽ xoay chuyển cái bếp, ta còn gọi là xoay chuyển càng khôn, rồi mình sanh đứa con theo ý muốn của mình. Đó là như vậy. Rồi về việc mà tọa hung hướng cát thì mình đã diễn giải cho các bạn rồi. Bây giờ cái cầu thang, nếu mình là người đông tứ trạch thì gồm có nam, đông nam, hướng đông và chánh bắc. Đó, thì nó gồm có cung ly, cung tốn, cung chánh và cung khảm. Thì những người này thì sẽ đặt cái nhịp cầu thang đầu tiên là nó nằm trong bốn cái cung tốt của mình. Ví dụ đây là căn phòng khách, thì như vậy là cái nhịp cầu thang đầu tiên nó nằm trong những cái cung tốt của chúng ta. Đây là ba cung tốt mà, cung tốt. Rồi thì trong phạm vi này, cầu thang chúng ta đặt cái vị trí cái từ cái mũi tên này nó đi lên cái chỗ cái hướng là hướng nam, hướng nam, rồi hướng đông, mà nhịp cầu thang ta trong cái phạm vi tốt, đó là cầu thang mình đặt đúng cái vị trí tốt. Còn cầu thang đặt ở phòng khách hay là sau nhà hay là chính giữa nhà thì không nhất thiết là mình tựa vào cũng như là cái cột xương sống của mình. Có nhiều thầy nói là cầu thang phải đúng chính giữa, nó giống như một cái xương sống, hay là cầu thang ở đó là 2/3 căn nhà, đó mới đúng. Đó thực tế đó là đó mình suy diễn theo cơ thể con người thôi. Mà có những công trình lớn người ta đặt cầu thang ở bên ngoài đó các bạn. Đặt cầu thang bên ngoài đi lên đi xuống như cái hình tướng của một cái con bò cạp vậy đó, thì nó đâu liên quan gì đến cái xương sống của mình đâu, nhưng mà cái việc thành công họ rất là cao. Cho nên việc cầu thang là bố trí như thế nào đó mà nhịp đầu tiên trong cung tốt là tốt. Cái thứ hai, cầu thang thì phải tính theo bậc ngũ hành ha, câu trận đằng xà, chứ không phải là
mình tính là 1, 2, 3, 4 sanh lão bệnh tử. Cái đó là mình tính theo cái truyền thống và nó ăn sâu luôn trong người dân của chúng ta tới ngày hôm nay. Cứ vô cái bậc thang năm bậc cái nói ồ, vô cái chữ 6 rồi, sanh lão bệnh tử rồi, vô số 4 là gọi là chữ tử rồi là xấu. Cái đó là không có đúng. Nhưng mà thường thì chúng ta xây dựng theo một cái phong trào, đi theo một cái luồng nước nó chảy xuôi. Nếu mà mình đi ngược lại thì người ta sẽ đạp ngã mình ngay. Nhưng mà cầu thang lập đúng thì phải làm theo ngũ hành và theo 12 cái chòm sao gọi là cẩu trạng đằng xà, chu tước bạch hổ. Nó có cái sự liên quan rất là lớn về cầu thang. Rồi, qua bài này, Thanh Long chúc các bạn luận giải thành công, đặc biệt là cái hướng nhà, tạo cái dáng nhà như thế nào để cho nó hợp với cái ngũ hành, để cho nó hút được cái trường khí vào nhà chúng ta, cũng như là đặt bếp phải đúng cái vị trí bếp tọa hung và hướng cát. Thứ ba là phải đặt cầu thang đúng theo cái dịp tốt nó nằm trong cái cung tốt của mình, đó là thành công. Thanh Long xin chào các bạn.